sáng tao phải đi luyện thanh, chiều đi tập nhảy, mày điểm danh giúp tao được không? Chuyện không thể cứ mãi tiếp diễn như thế này được đâu. Đừng nghỉ học nữa. Đợi chừng nào tao giàu, tao nổi tiếng rồi, tao sẽ bao cho mày trà sữa cả đời luôn. Nhìn vậy mà không phải vậy. Nhìn vậy mà không phải vậy. Em chỉ là con hát bè của chị Phương thôi. Sắp tới sinh nhật em rồi đúng không? Em thích quá, cảm ơn chị. Nó sẽ mang lại may mắn cho em. Mình cầu bé Na, cầu cái gì cũng được phải không chị? Mày cẩn thận đấy. Tao đọc trên báo có nhiều người mê muội mấy cái thứ này, sao không rút ra được đâu. Đã mang đến cho mẹ những cơ hội tuyệt vời này. Chưa gì đã gặp may rồi, mày thấy không? Mày không cẩn thận á, chưa nổi tiếng đã tai tiếng đấy. Mày im đi, mày chỉ ganh tị với tao thôi. Mày nói gì? Tối qua, thi thể của nữ ca sĩ Lam Phương được tìm thấy ngay tại nhà riêng. Điều tra ban đầu cho thấy cô đã tự sát. Anh thật sự nghĩ em có liên quan tới cái chết của chị Phương hả? Mạng người chứ không phải chuyện đùa đâu. Thiên thần hộ mệnh của em là một đứa trẻ, nó không được quyền sinh ra. Em đang giao dịch với linh hồn đó.